Xin chào các bạn, mình là Dạy Gièm Thiều Hường. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách dễ dàng và chi tiết để các bạn có thể làm nên một bộ gièm định hình và khi nào chúng ta sử dụng gièm định hình. Đầu tiên đó là những bộ gièm âm trần với chiều rộng rất lớn thì gièm định hình là giải pháp tuyệt vời cả về tải trọng và độ thẩm mỹ, bởi vì tính chất của gièm OG là chỉ khoan được 3 trụ sẽ làm võng thanh. Tiếp theo, đối với những cửa cong thì gièm định hình có khả năng uốn cong và có thể lắp bộ điều khiển tự động nữa, rất tiện nghi. Định hình còn luôn giữ mối sóng theo nếp, vì thế nhìn gièm định hình lúc nào cũng đẹp. Chúng ta cùng tìm hiểu về những phụ kiện tạo nên gièm định hình nhé. Đầu tiên là mách định hình. Mách định hình là mách lưới. Mách định hình có loại 1 lai và 2 lai. Trên các đường lai chính là các lỗ để chúng ta xỏ móc tai vào. Đây chính là móc tai, người ta gọi là móc tai bởi vì nó giống hình cái tai. Quá trình xỏ móc tai diễn ra như sau: xỏ từ dưới lên, sau đó lật ngược lại. Móc tai này dùng để móc vào bi ở trên thanh định hình. Thanh định hình thì gồm có 3 bộ phận: ke dùng để gắn lên trần và ôm thanh dây định hình, các bi định hình đã được chia khoảng cách sẵn. Kéo trơn tru ở trên thanh, mách lưới định hình thì nó có nhược điểm là nó mềm, vì thế mà chúng ta nên sử dụng thêm mắc nhựa để tăng thêm độ cứng của mách định hình. Quá trình may diễn ra như sau: công việc đầu tiên là chúng ta sẽ ghim mách nhựa vào mách định hình. Chúng ta sẽ may hai đường ghim, một đường phía trên và một đường phía dưới. Nếu các bạn đã may giỏi rồi, các bạn có thể may một lần duy nhất cùng cả mách định hình, mách nhựa và vải. Tiếp theo chúng ta cùng ghim phần mách định hình đã ghim vào mách nhựa vào vải nào. Đây là phần vải phải can vào do cửa của khách hàng của mình rất cao. Phần can vải ở phía trên cũng là phần may mách định hình luôn. Sau khi may mách định hình xong thì mình sẽ can vào phần vải chính. Bình thường với mách nhựa thì chúng ta có thể may quận vào. Tuy nhiên thì với mách định hình chúng ta buộc phải may hở mách ra. Chúng ta hãy trừ khoảng 5 phân ở đầu để sau này chúng ta sẽ may về cạnh. Ngửa mặt trái vải lên gập mép vải 2 phân. Đặt mách bên trên và bắt đầu may ghim mách vào vải. Khi may thì kéo căng lá dưới và để êm lá trên. May sát mép biên vải và may liên tục cho tới hết. Đường chỉ thứ hai may sát biên mách dưới. Trong quá trình may thì cố gắng kéo vải vuông góc với mách, kéo xuống phía dưới. Đường may thứ hai này rất quan trọng, quyết định xem bộ gièm có đẹp không. Đoạn cuối cũng may tương tự, cũng chừa 5 phân ở biên để vê cạnh. Vê cạnh quận mép 4 phân đè lên mách. Chúng ta có thể sử dụng chân vịt chống nhăn này để hỗ trợ trong quá trình may được dễ dàng hơn. Sau khi may xong, mách phẳng không nhăn thì là đạt yêu cầu. Rồi, giờ chúng ta tiến hành đo chính xác chiều dài cổ gièm chúng ta vừa mới may được. Ta bắt đầu chia giống hệt như chia rèm OG. Ta cần để ý xem có bao nhiêu bi ở trên thanh dây để chia cho chuẩn xác. Số đo ví dụ mình vừa mới đo được đó là 4m02, mình trừ 14 phân 2 đầu còn 388, chia cho 23 thì được 16,9 phân một móc tai, như vậy sẽ có 24 móc tai. Từ đầu lấy vào 7 phân ta đánh dấu, sau đó cứ 16,9 phân ta đánh dấu một lần. Sau đó tại mỗi một điểm đánh dấu ta sử dụng một móc tai để móc vào lai ở trên mách định hình. Chúng ta cùng nhìn lại quá trình móc móc tai một lần nữa. Xiên từ dưới, xiên lên, sau đó lật ngược lại. Mách 2 lai có lợi thế là ta sẽ có thể điều chỉnh được độ cao của rèm lên xuống một chút. Cho tới hết rồi ta bắt đầu tiến hành giai đoạn cuối cùng. Đó là móc móc tai vào bi trên dây định hình. Đây là mình hướng dẫn các bạn cách làm thôi, còn trên thực tế thì các bạn phải khoan thanh dây trước rồi mới móc móc tai vào với bi trên dây nhé. Ưu điểm của rèm định hình là luôn vào sóng múi rất là đẹp. Chúng ta cùng theo chân mình đến công trình để lắp bộ rèm này nhé. Đây chính là hộc trần thạch cao cần phải lắp rèm định hình. Bác thợ đang sử dụng vít nở bướm để bắt ke lên hộc rèm. Sau đó chúng ta sẽ đưa thanh lên để bắt vào ke. Công việc cuối cùng là lần lượt móc các móc tai ở trên mách định hình vào các bi ở trên thanh dây. Vậy là bộ rèm đã được hoàn thiện rồi đấy. Đừng quên dùng dây thít để cố định bi đầu tiên nhé. Nếu như các bạn còn bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment xuống phía bên dưới, mình sẽ trả lời. Mình là Thiều Hương dạy rèm. Các bạn hãy cho mình xin đăng ký kênh để lần sau mình phát video thì các bạn sẽ là những người nhận được sớm nhất và đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.